Hôm nay Vy là đi chăn bò á mọi người. Ở sau lưng Vy là bò của nhà Vy chăn thuê á mọi người. Vy mở bò trắng mọi người. Chiều nay 8 giờ thì bò đói. Bữa trước thì Vy hay chăn bò mọi người. Nay Vy đi lên Bình Dương á, mấy năm nay. Bò ngay dễ thương lắm mọi người. Ai bò bé nè, bò bé nè, mới hình như đẻ có mấy tháng á mọi người, chắc 2 tháng á, nhỏ xíu rồi. Bé 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 thấy nhỏ dễ thương mọi người. Đàn bò đang ăn yên á mọi người. Hai mọi người. Sáng giờ hai cha con Vy chăn bò mệt cũng mệt lắm mọi người. Nắng nữa. Đây có khô bò nè. Khô bò thương hẳn nè mọi người. Bây giờ cho Nhung thưởng thức nha. Đó giờ Nhung ăn khô bò cho Nhung. Chưa hả? Khô bò này ngon lắm. Để ba cho con 2 miếng ăn ăn nha. Để con cầm trước nè. Chút qua đây nè. Khô bò thương hẳn nè. Cầm nè. Một khẩu này nhiều lắm mọi người. Khẩu này nhiều lắm á. Hồi này chỉ 300 gram đó mọi người. Hốc ăn người ta trừ ra rồi. Nhiều lắm mọi người. Khô bò này Vy hay ăn lắm mọi người. Vy thì ăn ngoài luôn á. Thì bên Nhung thì ăn thử đi. Ngon. Ngon. Cay không? Không. Nhìn nó không có cay lắm mọi người. Mọi người nha. Mọi người. Cái chân bò thì mình ăn đây xong mình no, mình uống nước mình no. Chiều 3 giờ mới về á. Để đàn bò ăn no mới về. Ngon rồi. Hồi này 300 gram mấy người nhé. Thì đây là nhà của Vy nhé mọi người. Này nhà của Vy nè. Vy bỏ được 8 năm á mấy người. Đây nhà không ai ở nên là dơ giấy á. Hồi đó 8 năm trước thì Vy ở đây á mấy người. Nhà cửa cũng bự bộn lắm mọi người. Tại bỏ lâu lắm rồi. Đấy. Hồi đó Vy làm 10 triệu á. Thì giờ nếu mà có tiền thì Vy sẽ tô lại mọi người, Vy sửa lại. Con bò Vy giờ, bà đồng bào Vy giờ ăn im mọi người. Đó. Bò mẹ đang cho bò con bú sữa nhé mọi người. Trước mặt Vy là núi á. Vy chăn đây thôi. Ở đây có cỏ mọi người. Không cần đi chăn xá. Chăn xá mệt lắm.